Mentor The Supertainer, Phạm Thoại vừa khiến cư dân mạng dậy sóng với loạt biểu cảm để đời trong đêm chung kết của cuộc thi. Khi nghe công bố thí sinh team mình trở thành quán quân, Phạm Thoại có màn ăn mừng có 102 gây sốt. Đêm chung kết The Supertainer, ngôi sao chốt đơn 2024 đã được diễn ra vào tối ngày 7 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh với sự đầu tư chỉnh chu về mặt hình ảnh, dàn dựng sân khấu và âm thanh. Trải qua hành trình dài thi thố, rèn luyện bản thân qua những tập truyền hình thực tế, những chiến thần livestream đã trưởng thành hơn từng ngày, đem lại một đêm thi mãn nhãn khán giả ở chung kết. Trải qua nhiều phần thi nhóm và thi cá nhân, đặc biệt là phần livestream chốt đơn trực tiếp trong 10 phút ngay trên TikTok Shop, Yên Đan thí sinh của team Phạm Thoại đã có phần thi ấn tượng và chính thức giành giải quán quân của ngôi sao chốt đơn mùa đầu tiên. Điều này đồng nghĩa Yên Đan đã nhận được phần thưởng 100 triệu đồng tiền mặt từ nhà sản xuất cùng nhiều phần thưởng khác. Theo sau quán quân Yên Đan là Can Hy, thí sinh team Long Chun giành vị trí Á quân 1 và Marco Nguyễn Á quân 2. Như vậy, Phạm Thoại đã thắng lớn tại chương trình này khi có 2 thí sinh ẵm giải quán quân lẫn Á quân. Bên cạnh spotlight dành cho thí sinh chiến thắng là Yên Đan, thì người hâm mộ cũng đồng loạt dậy sóng trước những hình ảnh để đời của mentor Phạm Thoại ở khoảnh khắc thí sinh team mình trở thành quán quân. Theo đó, ekip của Phạm Thoại đã chuẩn bị trước hẳn một chiếc vương miện để đợi ngay khoảnh khắc chiến thắng thì sẽ đội ngay lên đầu của nam TikToker. Cụ thể, trước khi MC công bố kết quả, ở hàng ghế mentor, Long Chun và Phạm Thoại đã cùng nhau nắm tay chờ đợi, y hệt như một cuộc thi hoa hậu và đợi xem ai sẽ là người đăng quang. Ngay sau khi Yên Đan team Phạm Thoại được xướng tên ở vị trí quán quân và Kang Hy team Long Chun là Á quân 1, phía sau ekip đã lập tức đội vương miện cho Phạm Thoại, anh bật khóc, gào khóc nức nở vì quá vui mừng, hạnh phúc. Biểu cảm này của Phạm Thoại nhanh chóng được chụp lại và chia sẻ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Cộng đồng mạng đùa vui rằng anh mới thật sự là người đăng quang trong đêm chung kết, trở thành Miss Mentor tại cuộc thi. Biểu cảm này của nam mentor còn được ví là hình ảnh để đời trong lịch sử truyền hình thực tế, bởi hiếm một mentor nào lại có cảm xúc vui đến tột độ như anh. Ngoài ra, netizen còn nhận định màn ăn mừng của Phạm Thoại làm lu mờ cả thí sinh quán quân team mình là Yên Đan. Bởi spotlight ngay sau chung kết, khắp các trang tin đều ngập tràn hình ảnh của Phạm Thoại, những thông tin còn nhiều hơn cả về người chiến thắng Yên Đan. The Supertainer ngôi sao chốt đơn 2024 là một chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm các nhân tố livestream mới, có khả năng bán hàng chuyên nghiệp, đặt mục tiêu xây dựng nền tảng và nâng tầm việc kinh doanh online tại Việt Nam. Chương trình do Hương Giang và Dược Sĩ Tiến đầu tư sản xuất, đảm nhận vai trò host. Đỗ Yên Đan sinh năm 1997, hiện sở hữu kênh TikTok có hơn 400.000 người theo dõi với hơn 9 triệu lượt thích. Cô không khó gây ấn tượng với người xem ngay từ những giây đầu tiên bởi khả năng ăn nói ấn tượng, hài hước, dễ chịu cùng nhan sắc nổi bật. Yên Đan từng tốt nghiệp đến hai trường đại học là Khoa Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh cùng ngành nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc tại Trường Múa Thành phố Hồ Chí Minh. Từng ước mơ làm vũ công nên Yên Đan ý thức chăm sóc vóc dáng, làn da kỹ lưỡng, với gương mặt đẹp không góc chết và phù hợp với các sản phẩm làm đẹp. Cô đang là cái tên được nhiều nhãn hàng chọn mặt gửi vàng như Downy, Sunsilk.